mình. Gà này gà mới hả? Thank you.
thằng này là tính thật rồi, này nó giỏi mà hả. Trên nét mình thua hết rồi hả? Đá bóng anh có hỏi không? Sút bóng á. Sút bóng cũng vô luôn. Chà, năm nay thất thu dữ vậy. Cái cầu lông là bộ ba giải rồi đó. Dễ nhất dễ gì với ba. Có lý rồi. Cặp đôi nữ sao? Nam nữ là dễ gì đó. Em với Quyền là dễ gì. Nhưng mà đôi nam là chắc Dũng với Lộc Dứt hơn sang cái đầu tư sau thời gian nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục thi đấu gặp có khó khăn gặp Lộc Dũng của Nguyễn hả sao gặp chuẩn bị nè đánh nha thấy này nó không có đối.
đối thủ rồi. Còn thằng Mạnh với thằng Nguyên thì nếu mà thua cái này thì cũng hàng ba, hình như đồng giải ba gì. Thì sáng nam nữ là đồng giải ba đó, không có gì nam sao. Thấy quên á. Thì biết cầm đồng tư thì như là đồng tư với nông nghiệp chứ không có. Cũng mà anh có đồng giải ba. Đâu đồng giải ba như là được rồi đó, rồi xong. Là được ba giải đó. Đi ba đội được ba giải, nhất kỳ ba luôn. Vậy đó hả? Vậy thôi chứ sao vậy? Cặp này, mới ngang ngửa với cặp của thằng Lộc và hai kia đi. Ừ. Tại vì ngán là ngán cái cặp của thằng gì nãy đấm đấm là nãy em quay phim á, tôi quay phim. Thằng nó đập tay vô thằng bò nó củi. Thằng la la người bé. Bò nó ngon, bò nó ngon chút nữa là mặt nó vô sáng hồng luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Thì có nghĩa là trong phân tích là em phân tích là ngán cái cặp đó thôi, chứ còn mấy cặp khác là thua. Nhưng mà tại vô vô bò hư nhiều quá. Mấy kia nó cũng khai thác được cây bò, quýnh bò không bò là văng vô dắt luôn. Quyện chạy hết nổi anh ba gì hết nổi. Cặp này chắc chịu cũng nổi cặp đó. Cặp kia nổi cặp kia dưới